Sản phẩm review. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với video unbox của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng unbox cái hộp này. À, như mọi người thấy ở đây là một cái thùng rất là tốt. Trong này là cái màn hình của BenQ chuyên dùng để bắn CS:GO và PUBG. Mình không biết là cái màn hình này như thế nào cả, nhưng nghe nó rất là cool. Tôi nghĩ là cái này cũng được, cũng cần cưa thì... Holy fuck, cái này mà đập vào người thì thôi nhá. Hàng rất dễ vỡ, xin nhẹ tay. Giá của mình có một cái xà beng nhỉ. Ok, thanh thứ hai là ra, chúng ta còn thanh thứ cuối cùng nữa. Một phật sách. Tôi vừa tắm xong và tôi cảm giác tôi cần phải tắm tiếp rồi. Mong là mình không sót cái đinh nào ở trên giường mình. Mình không muốn bị đâm vào lưng cho lắm. Anh ghét đi. Rồi, chúng ta được cái chân. Jesus, what the fuck. Làm game Lego. Woo! Đây là cái Switch, Nintendo Switch. Mình có thể xoay cái này. Nó hớt một chút nhưng không sao cả, tất cả vì khoa học. Hello. Chúng ta sẽ dùng tay không, vì tôi là kỹ sư công nghệ. Jamba cái này không cần phải công cụ gì hết, phải không? Cái này chắc là để móc tay nghe hả? Ha. Hay nha. Lip. Pretty lip. Nút profile. Ha. Trong này hết. Bạn có thể ấn 1, 2, 3 để đổi sang các profile cấu hình theo ý thích. Đẹp thế nhỉ? Máu. Các bạn bất cản đấy, cái nhà tại mình sinh ra ở dân nhà nghèo, mình chưa nhìn cái màn hình tầm chục củ ra bao giờ cả, cho mình làm gì cái nhá. Trước giờ toàn dùng màn hình 23 triệu quen rồi. Cá nhân mình tuy là một người chơi game nhưng lại không phải là một người chơi game chuyên nghiệp với kỹ năng tốt, và cũng không phải là một người làm tech review, nên mình đánh giá cái màn hình BenQ ZOWIE XL2546 này thì cũng khá là khó. Tất cả những gì mình cảm nhận được là một cái cảm giác hoàn toàn khác khi đổi từ con màn hình hạng xoàng 34 triệu sang XL2546. Các chi tiết trên màn hình được thể hiện rõ ràng hơn, khi thay đổi góc nhìn hình ảnh không bị ảnh hưởng. Và nếu có kỹ năng tốt, bạn sẽ có một lợi thế hơn hẳn so với những người chơi sử dụng màn hình không chuyên. Theo BenQ, XL2546 có tần số quét 240Hz, giúp nhất quán những chuyển động nhanh. Điều này làm khả năng phản ứng của bạn với những vật di chuyển nhanh trên màn hình sẽ tốt hơn. Ngoài ra, màn hình còn có công nghệ Dynamic Accuracy giữ vững độ rõ nét của các chuyển động trên màn hình. Điều này mang lại cho bạn góc nhìn rõ ràng hơn và có thể chủ động điều khiển được đường đạn. Thêm nữa là hệ thống Black Equalizer có thể làm rõ khu vực tối trên màn hình nhưng không gây ảnh hưởng đến khu vực sáng, giúp bạn phát hiện đối thủ dễ hơn. Ngoài những hệ thống tích hợp bên trong, XL2546 còn có một số công cụ bên ngoài hỗ trợ cho người dùng như hai cổng USB 3.0 phụ, lỗ 3.5 cho tai nghe và mic, thanh treo tai nghe, bộ nút chuyển đổi profile để bạn có thể chuyển giữa các profile khác nhau phù hợp với các mục đích dùng khác nhau. Bạn sẽ cảm thấy rõ được các chức năng của ZOWIE XL2546 nếu mà bạn là một người chơi thuần thục những game bắn súng như CS:GO và PUBG. Còn như mình, khi sử dụng cái màn hình này thì nó chỉ giúp mình nhìn nhân vật mình chết trong HD thôi. Nếu bạn có hứng thú với màn hình eSports BenQ ZOWIE XL2546, bạn có thể nghiên cứu thêm về sản phẩm này trên website Lazada hoặc theo đường link mình đặt dưới description. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của mình. Goodbye!